Hôm nay là mùng 9 tháng 1 2024. Đây là mấy ca chặt dịch khớp gối và thoái hóa khớp gối khá là nặng nề. Đối với tôi khớp gối thì nó cũng bình thường, nó không nặng nề lắm. Nhưng cụ đây là nhất nhiều tuổi, thứ hai là cụ bị nhiều năm quá rồi, dịch tràn nhiều, đặc biệt thoái hóa nặng lắm, cộng thêm cái thể trạng cụ béo nữa, béo tốt rồi. Thì cộng thêm có đốt xuống có lưng bị thoát vị nữa thì là cái kết hợp với nhau vừa lưng vừa gối chữa là nó vô cùng khó. Cái chân cụ bị đau này lâu chưa cụ? Sáu năm rồi đấy. 6 năm rồi, đêm nằm nó nhức nhối lắm không ạ? Đêm nằm thì nó cũng đau, nhất là đi lại. Đi lại đau lắm hả? Đứng lên ngồi xuống có đứng được không? Đứng được thì phải chống, rồi giờ này mới đứng lên được. Mà từ lúc nọ này thì nó lại đau từ cái chỗ này. Đau này hôm này ra vào lưng, trước nó không đau lưng, nó chỉ đau hai chân thôi. Bây giờ nó đau vào lưng, xong nó đưa đây cho nó. Đấy ở đây, hãy mà đứng đi rồi nó chọc. Ở cụ là do cái cột sống thắt lưng nó bị bệnh nữa. Vâng. Là cụ đứng lại có đi em một đoạn cho xem nào. Biểu diễn đi cho xem nào. Cụ cứ đi đi, cứ đi bộ đấy vài bước. Đi về không không cái này đi được. Vâng, cụ đi đi, cứ đi tự nhiên thôi mà, cụ cứ đi bình thường đi. Tao sẽ đảm bảo cho cụ chân có thể chạy được. Năm nay cụ bao tuổi rồi? Dạ 7 tháng. Cụ có muốn chạy không? Đấy, cứ đi đi, cứ đi đi. Còng kệ nó xấu, quan trọng gì. Ở nhà đi một tí là phải đứng chờ một lúc làm đi rồi cũng tiếp. Ôi cụ nhiều tuổi quá rồi, cháu có 60 tuổi còn thế này. Được rồi, cụ ngồi ghế nghỉ ngơi đi. Nhà cụ ở đâu? Nhà cụ ở đâu? Chỗ nào Sóc Sơn ạ? Được rồi, ok, cụ ngồi ghế nghỉ ngơi đi nhá. Do là khớp gối cho nên là có tuổi nữa, nặng cho nên mới quay lại thôi, chứ còn người thanh niên thì chữa nhanh lắm.